Nhân duyên quả là một nguyên lý cơ bản trong triết lý Phật giáo, giải thích mối liên hệ mật thiết giữa hành động nhân, điều kiện hỗ trợ, duyên và kết quả quả. Nhân đại diện cho hành động hoặc ý định ban đầu, duyên là các yếu tố và điều kiện xung quanh hỗ trợ hoặc cản trở hành động đó, và quả là kết quả cuối cùng của hành động và các yếu tố hỗ trợ. Theo nguyên lý này, mọi hành động đều để lại một dấu ấn và sẽ mang lại kết quả tương ứng, dù là thiện hay ác. Sự hiểu biết về nhân duyên quả giúp con người sống có trách nhiệm hơn với hành động của mình và đồng thời nhận thức rõ ràng rằng mọi sự việc trong cuộc sống đều có nguyên nhân và kết quả rõ ràng. Hiểu rõ nguyên lý nhân duyên quả giúp con người nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của mỗi hành động, suy nghĩ và lời nói trong cuộc sống. Khi chúng ta gieo nhân lành với duyên tốt, kết quả sẽ là những điều tốt đẹp đến với mình và người xung quanh. Ngược lại, nếu chúng ta hành động thiếu suy nghĩ hoặc với tâm ác, kết quả sẽ là những hệ quả tiêu cực mà chúng ta phải gánh chịu. Chính vì thế, Phật giáo khuyên khích con người tu tập để tạo ra những nhân lành, biết chọn duyên tốt và từ đó gặt hái những quả ngọt trong cuộc sống. Ngoài ra, nhân duyên quả cũng dạy con người về sự vô thường của mọi sự vật hiện tượng. Mọi thứ đều thay đổi, không có gì là bất biến, và mọi sự vật, hiện tượng đều phụ thuộc vào sự tương tác của nhiều yếu tố. Sự hiểu biết này giúp chúng ta sống trong sự bao dung, thông cảm và không chấp trước vào những gì xảy ra xung quanh. Nhờ vậy, chúng ta có thể duy trì tâm thái bình an và hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh. Một khía cạnh quan trọng khác của nhân duyên quả là sự tự lực và trách nhiệm cá nhân. Theo quan điểm này, mỗi người là chủ nhân của vận mệnh mình. Chúng ta không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, người khác hay số phận về những gì xảy ra trong cuộc sống của mình. Mỗi hành động, dù nhỏ bé, đều đóng góp vào tương lai của chúng ta. Điều này khuyến khích con người tự giác, nỗ lực tu dưỡng và làm việc thiện để cải thiện bản thân và môi trường xung quanh. Nhân duyên quả cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng từ bi và sự hiểu biết. Khi nhận thức rằng mọi người đều chịu ảnh hưởng của các nguyên nhân và điều kiện phức tạp, chúng ta dễ dàng hơn trong việc tha thứ và cảm thông. Lòng từ bi giúp chúng ta giúp đỡ người khác trong việc tạo ra những nhân lành và duyên tốt, góp phần xây dựng một xã hội hài hòa và an lạc. Cuối cùng, nguyên lý nhân duyên quả không chỉ áp dụng cho cá nhân mà còn cho cả cộng đồng và xã hội. Mỗi hành động của một cá nhân có thể tạo ra những ảnh hưởng rộng lớn, lan tỏa và tác động đến nhiều người khác. Hiểu biết này khuyến khích chúng ta sống có trách nhiệm hơn, không chỉ vì bản thân mà còn vì cộng đồng và thế giới xung quanh. Bằng cách sống đúng theo nhân duyên quả, chúng ta có thể góp phần tạo nên một tương lai tươi sáng và hòa bình cho tất cả mọi người.